الحمد لله اللطيف المنان المتفضل على عباده بأنواع الأحسان علم حال الإنسان فرحمه وشرع الشرع ويسره ولم يكلف الإنسان إلا ما أطاق وهذا غاية الفضل والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah Subhanahu wa Ta'ala đứng với nguồn kiến thức vô tận và quyền năng vô song. Xin tạ ơn Ngài đã ban cho con người biết bao ân huệ tốt đẹp. Trong đó, ân huệ tốt đẹp nhất và lớn lao nhất chính là con đường Islam, một tôn giáo đạo đức và nếp sống với nếp sống chân chính cùng cách cư xử công bằng và hợp lẽ tự nhiên. Xin chứng nhận rằng không có đấng nào đáng được tôn thờ ngoài Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngài là Thượng Đế tối cao, là đấng tạo hóa, đấng điều hành, chi phối và chế ngự vũ trụ và mọi dạng vật. Ngài không có đối tác ngang hàng. Xin chứng nhận rằng Muhammad là người bề tôi và là vị thiên sứ của Ngài. Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho người, cho gia quyến của người, cùng tất cả các vị bạn đạo của người và tất cả những ai noi theo con đường tốt đẹp của họ cho đến ngày tận thế. Quý đồng đạo thân hữu, tiếng Islam trong ngôn ngữ Ả Rập có nghĩa là một danh từ được biến thể từ động từ Aslama Yuslimu, có nghĩa là sự quy thuận và phục tùng. Nó cũng có nghĩa là được sự bằng an và được ban phúc lành. Và khi chúng ta nói đến việc nghiên cứu về Islam, thì chúng ta muốn nói đến một tôn giáo được Allah Subhanahu wa Ta'ala ban xuống cho Nabi của Ngài Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tôn giáo này được gọi là Islam bởi vì nó là một tôn chỉ kêu gọi đến với sự quy thuận và hạ mình phục tùng Allah Subhanahu wa Ta'ala, một đấng duy nhất. Và ai quy thuận và phục tùng Ngài thì sẽ được bằng an và phúc lành ở đời sau. Islam không phải được lấy từ cái tên của Nabi hay từ cái tên của một đất nước nào cả, mà nó xuất phát từ bản chất cơ bản vốn có trong mọi giai đoạn sống của con người. Đó là sự phủ phục và quy thuận theo quy luật tạo hóa của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam là tôn giáo của Allah, đấng đã ban nó xuống cho tất cả các vị Nabi của Ngài. Tất cả các vị Nabi đều được lệnh kêu gọi nhân loại đến với một điều căn bản duy nhất, đó là độc thần hóa Allah, sùng bái và tôn thờ Ngài, quy thuận và phục tùng theo mọi mệnh lệnh và đạo luật của Ngài, kêu gọi họ đến với nề nếp đạo đức tốt đẹp cũng như giữ gìn những phẩm chất cao quý của một con người. Bất kỳ ai tuân thủ và phục tùng theo mệnh lệnh và chỉ đạo của Allah thì đều được gọi là người Muslim, dù người đó ở thời đại nào, quốc gia nào hay ở một hành tinh nào đó trong vũ trụ này đi chăng nữa. Cũng chính vì vậy mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã gọi những ai có đức tin nơi Ngài ở các thời đại trước kia là những người Muslim, như Ngài đã phán trong câu kinh Quran: Huwa sammakumul muslimina min qabl, Ngài đã gọi các ngươi là những người Muslim ở từ thời trước. Người cha của các vị Nabi Nuh alayhi salam nói với cộng đồng của người như sau: Wa umirtu an akuna minal muslimin, ta được lệnh là người Muslim đích thần phục Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và Nabi Ibrahim alayhi salam và đứa con trai của người Nabi Ismail alayhi salam đã cầu nguyện Allah xin Ngài làm cho họ trở thành người Muslim. Họ nói: رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy làm cho bầy tôi thành hai người Muslim thần phục Ngài, và xin Ngài hãy tạo ra một cộng đồng Islam thần phục Ngài từ con cháu của bầy tôi. Và trước lúc lâm chung, Nabi Ya'qub đã tập hợp các đứa con của mình lại và dặn dò họ phải nắm lấy gìn và gìn giữ tín ngưỡng của tôn giáo, tín ngưỡng của tổ phụ Ibrahim, một tín ngưỡng Islam thuần khiết. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Ý nghĩa như sau: và hãy nhớ lại khi thượng đế của y, tức là Ibrahim, đã phán bảo y rằng hãy thần phục ta, thì y đã nói: bề tôi xin hạ mình thần phục thượng đế của muôn loài. Và Ibrahim đã truyền bảo điều đó cho các con của y, và Jacob cũng dặn dò các con của y như thế. Y nói: này các con, quả thật Allah đã chọn cho các con một tôn giáo, bởi thế các con hãy đừng chết trừ phi các con là những người Muslim. Phải chăng các ngươi, hỡi những người con cháu Israel, đã chứng kiến cảnh Jacob sắp từ trần khi y bảo các con của y: các con sẽ thờ phượng ai sau khi ta mất? Các con của y thưa rằng: chúng con sẽ thờ phượng thượng đế của tổ tiên cha Ibrahim, Ismail và Ishak, một thượng đế duy nhất, và chúng con là những người Muslim thần phục ngài. Tương tự, Nabi Musa alaihi salam đã yêu cầu cộng đồng của người phải phục tùng theo sự chỉ đạo của Islam, tôn giáo mà họ quy thuận. Người bảo: Ya qaumi in kuntum amantum bihi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Này hỡi dân ta, nếu các người thực sự tin tưởng Allah thì các người hãy phó thác cho ngài nếu các người là những người Muslim. Và những vị pháp sư của Pharaoh đã tiếp nhận sự kêu gọi của Nabi Musa như thế này: Rabbana afrigh alayna sabra wa tawaffana muslimin. Lạy thượng đế của bầy tôi, xin ngài xối lên bầy tôi sự kiên trì và chịu đựng, và xin ngài hãy cho bầy tôi được chết như những người Muslim thần phục ngài. Và cũng tương tự như vậy, Nabi Yusuf alayhi salam đã cầu nguyện thượng đế của người xin ngài cho người chết và phục sinh người sống lại cùng với những người Muslim ngoan đạo. Người nói: Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Xin Allah làm cho bề tôi chết như một người Muslim và để bề tôi sống lại cùng với những người ngoan đạo. Và khi nữ hoàng của xứ sở Saba bước vào khu tiền sảnh của cung điện Nabi Sulaiman alayhi salam và nhìn thấy những dấu hiệu thiêng liêng về sứ mạng của Nabi của người, thì bà đã thốt lên lời nói của đức tin iman. Bà nói: Rabbini zalamtu nafsi wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin. Lạy thượng đế của bề tôi, quả thật bề tôi đã bất công với chính bản thân bề tôi, và bề tôi xin cùng với Sulaiman thần phục ngài, đứng chủ tể của muôn loài. Quả thật Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta cũng đã trình bày rõ về tôn giáo của các vị Nabi. Người nói: Ana awlan nas bi Isa ibn Maryam fi dunya wal akhirah wal anbiya ikhwatun li Allah ummahatuhum shatta wa nabiyuhum wahid. Ta là người gần với Isa, con trai của Maryam nhất ở trên đời này và ở đời sau, và các vị Nabi đều là anh em từ cùng một người cha, nhưng mẹ của họ lại khác nhau và tôn giáo của họ chỉ là một. Hadith do Bukhari ghi lại. Như vậy, tất cả tôn giáo của các vị Nabi thực ra chỉ là một, nó được thiết lập trên cùng một nền tảng, đó là kêu gọi nhân loại đến với sự độc thần Allah subhanahu wa ta'ala, thờ phượng duy nhất một mình ngài, phục tùng mọi mệnh lệnh của ngài, và đó chính là Islam, tôn giáo của Allah. Allah subhanahu wa ta'ala đã phán như thế này trong kinh Quran: Inna dina indallahi al-islam. Quả thực tôn giáo đích thực đối với Allah chỉ có Islam mà thôi, và nó cũng là tôn giáo duy nhất được Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận từ con người. Ngài phán: Wa may yabtaghi ghayra al-islam madina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam thì tôn giáo đó của y sẽ không được chấp nhận, và y vào ngày sau sẽ là đồng bọn của những kẻ thua thiệt. Allah subhanahu wa ta'ala đã phán bảo với Nabi sallallahu alaihi wa sallam như thế này: Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Hãy bảo chúng: Muhammad, ta không phải là một người bịa đặt điều mới mẻ trong các sứ giả. Do đó điều căn bản của tất cả những gì mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mang đến đều là những gì đã được các vị Nabi trước kia mang đến. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng trong chương Nisa với câu kinh 163:
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Quả thật ta đã mặc khải cho ngươi Muhammad giống như ta đã mặc khải cho Nuh và cho các vị Nabi sau y, và ta đã mặc khải cho Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub và các bộ lạc của Israel, và cho Isa, Ayyub, Yunus, Harun và Suleiman, và ta đã ban cho Dawud kinh Zabur. Quý đồng đạo thân hữu, như vậy tôn giáo mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mang đến cũng là tôn giáo của các vị Nabi trước kia, đó chính là tôn giáo Islam, tôn giáo chỉ tôn thờ duy nhất một mình Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina indallahi al-islam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.